Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ thư viện vật liệu 10K phiên bản mới hỗ trợ Bademark từ 2013 tới 2017. Nhưng lời khuyên đầu tiên mình xin khuyên các bạn như thế này: mình đã thử trên các bộ Bademark từ 2013 tới 2017 nhằm để đảm bảo cho các bạn những sự sử dụng cũng như trải nghiệm tốt nhất trên bộ phần mềm này. Nhưng thành thật mà nói thì các bạn nên sử dụng Bademark 2014 tới 2017 thì hay hơn, bởi vì bản 2013 mình có sử dụng và có lỗi một vài vật liệu, đôi khi không nhận những vật liệu tiêu chuẩn của bộ cài VMPP 4.1 này. Tóm lại, nên dùng từ 2014 tới 2017. Lý do tại sao? Lý do vì hỗ trợ 3.0 và bộ VMPP 4.1 này cũng hỗ trợ 3.0 trở lên là ok nhất. Còn phiên bản 2013 thì hình như chỉ 2.4. Đó là phiên bản VRAM tối đa mà bộ cài Bademark 2013 này được hỗ trợ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu quá trình cài đặt bộ thư viện 10K vật liệu này. Ở bộ thư viện này sẽ có những đổi mới và cũng có những hạn chế, thì trong quá trình trải nghiệm mình sẽ hướng dẫn các bạn. Nếu như các bạn đang xem video này thì ngay bên dưới cái video này chúng ta có phần xem thêm ở link YouTube đó các bạn. Các bạn có thể tải về ở link bên dưới đó, chứ mình không úp các link riêng. Vì vậy nếu như các bạn để ý thì các bạn phải bấm xuống dưới có phần xem thêm bên dưới và chúng ta sẽ tải lần lượt các file về và tiến hành cài đặt. Ở đây mình đã tải về rồi. Mình cũng khuyên các bạn hãy để bộ cài này ở vị trí ổ cứng nào đó mà chúng ta không hay bị mất, tức là bất kỳ ổ nào trừ ổ C. Ở đây mình để ở ổ D. Sau khi tải về thì các bạn sẽ được những thư mục như sau: bộ cài đặt, lib 10K, map 10K và map tiêu chuẩn của bộ 4.1. Lý do tại sao mình tách ra thế này? Tách ra bởi vì nếu như sau này bộ cài có nâng cấp lên thì chúng ta cũng có thể thêm hoặc bớt nó rạch ròi ra cho dễ. Còn nếu không, như phần mà mình tích hợp ở trong này, mình phải mất công xóa đi khá nhiều vật liệu của bộ cũ, bởi vì ở trong này vật liệu họ ký hiệu khác, ký hiệu là VMPP Max 4.1. Nó làm cho mình phải vào bộ 10K này xóa đi gần chết. Nói chung là xóa rất nhiều để chúng ta giảm dung lượng khi mình upload lên cho bạn load về nó nhanh hơn. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau cài đặt. Ở đây mình cài cho Bademark 2017. Đương nhiên các bạn có thể cài từ 2013 tới 2017. Các bạn mở bộ cài lên, mình bắt đầu cài đặt. Bước đầu tiên chúng ta cứ open đi. Ở đây có biểu tượng phải run, nghĩa là chạy bằng quyền quản trị, thì chúng ta chuột phải vào chạy bằng quyền quản trị. Các bạn open, chúng ta chờ trong giây lát, chờ một chút xíu thôi. Bộ cài này thì cài cũng khá nhanh, mình đánh giá là cũng khá dễ cài. Các bạn nhấn next qua bước tiếp theo và đồng ý. Next tiếp. Các bạn chú ý ở đây hỗ trợ 2013 này, cả bản Mac bình thường lẫn Mac Design. Ở đây chúng ta tìm thấy một đường dẫn là Bademark 2017. Nếu như các bạn cài tất cả các phiên bản Bademark này thì nó sẽ hiển thị tất cả đường dẫn, và chúng ta chỉ cần check vào đây, sau đó nhấn Next tiếp. Rồi, quá trình quá ư là đơn giản luôn, nhấn Install. Và chúng ta chỉ cần ngồi chờ phần mềm chạy xong thôi. Còn đâu quá trình mà chạy xong thì chúng ta sẽ làm thao tác nhỏ để chúng ta có thể sử dụng phần mềm mà không phải đền bất kỳ bản quyền nào vào hết. Thì các bạn gắng chờ chút, mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý vụ đó. Mình thấy rằng bộ vật liệu này mình cũng ít dùng thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng nó cũng khá hay cho những bạn nào mà bận rộn với nhiều công trình, mình cần làm nhanh. Đương nhiên nếu như bạn lạm dụng nó quá thì cũng không phải là hay cho lắm, bởi vì nếu như bạn học được những cái thông số vật liệu từ bộ vật liệu này thì có vẻ như là hay hơn. Còn trong quá trình mà bạn bận quá, bạn có thể lấy ra và dùng ngay được. Bây giờ đã xong rồi, mình nhấn Finish. Vậy là chúng ta đã cài xong.
Công việc tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau làm một thao tác nhỏ để chúng ta được sử dụng bản quyền. Mình sẽ xả nén đối tượng này ra. Đây mình có cây khóa. Các bạn vào trong. Ở đây có hướng dẫn này các bạn. Cài đặt xong, các bạn copy và ghi đè cái file này lên. Tức là file đây này. PMPP Mark 4 thứ 13. Tức là các bạn sẽ sử dụng cái file này cho phiên bản từ Mark 2013 tới 2016. Còn đây là 2017 thì chúng ta sẽ dùng cái file này. Các bạn sẽ copy. Mình xin phép bật một cửa sổ nữa. Các bạn vào C. Run file. Autodesk. Tìm vào thư mục và các bạn đã cài đặt phần mềm 3D Max. Ở đây họ hướng dẫn tiếp là các bạn vào thư mục bin này. Đường dẫn ở đây. Các bạn chú ý nhé. Mình cũng vào thư mục bin. À, có một thư mục duy nhất thôi. Bây giờ các bạn chuột phải dán vào. Paste. Các bạn chọn Release. Tức là chúng ta ghi đè lên. À, xuất hiện hộp thoại nào đó tiếp thì chúng ta nhấn Continue. À, vậy là chúng ta đã có bản quyền phần mềm này. Bây giờ mình sẽ đóng lại. Và chúng ta sẽ tiến hành khởi chạy phần mềm 3ds Max và cùng nhau thiết lập về mặt giao diện, khai báo đường dẫn vật liệu sao cho ok nhất để chúng ta sử dụng phần mềm này trơn tru nhất có thể. Các bạn có thể nhấn qua video thứ hai, chúng ta cùng nhau thao tác